Ồ, xin chào toàn thể anh em đam mê nhé. Em Bảo Long MCB thì ngày hôm nay em review cho anh em xem hai dòng FX M3 bên nhà Bảo Long nó như nào, chất lượng ra làm sao anh em nhé. Em là Bảo Long MCB chuyên dòng condo FX đỉnh cao. Anh em mua hàng cứ alo trong qua số điện thoại trên hình hoặc trên cổng website là Bảo Long MCB, kênh YouTube của Bảo Long MCB anh em nhé. Lúc nào cũng có nhân viên trực ở nhà đấy. Thì anh em mua hàng bên nhà em thì chuyên ship xe lắp ráp nguyên cây gửi đến tay anh em, chỉ việc băm thôi đấy. Thì bây giờ em sẽ vào sâu chi tiết của con M3 này như nào, chất lượng ra làm sao anh em nhé. Dòng M3 thì anh em nhìn tổng thể nó rất chìa đẹp và trọng lượng cân bằng của nó là hai đầu và đít này, đầu và đít con này hầu như nó rất là cân bằng nhau, thành ra là nó tập trung hết về chính giữa. Anh em cầm bem thì nó không nặng đít, không nặng đầu, nó không run đằng sau đằng trước mà nó cân bằng hết chính giữa này, thì cầm cho anh em rất chìa đầm tay anh em nhé. Mà dòng M3 nó tiêu táo vui một tí, giống như những con xe mà siêu xe mà ra đường gặp những con Kia Morning ấy, với về mo xong rồi đạp phân chân, giảm phân chân, kéo phân tay, kéo kích, giảm kích anh em nhé. Đợi con này đi tầm 5 phút xong mới đi thì con này cũng thấy ra đường, chẳng hạn giống gặp những con condo tầm 3 triệu rưỡi đến 5 triệu thì phải, mẹ mà gặp M3 này cứ phải hạ cỏ xuống, hạ cỏ anh em nhé, xong cắm súng xuống đất, cắm nòng xuống đất đấy, để M3 ăn bông xong mày mới được bông. Con này nó như thế anh em ạ, đẳng cấp dùng cho anh em vào đầu tư rất là chất. Hiện tại bây giờ những con M3 nó đắt nhất trên thị trường anh em. Chi tiết sâu của nó bao gồm những gì thì anh em cũng nhìn biết, con này hiện tại nó hai điều áp, một điều áp bên trong và điều áp bên ngoài. Điều áp bên trọng tâm của nó nằm đây, điều áp bên ngoài nó nằm đây đấy. Thì đồng hồ của nó em dùng full đồng hồ nhập, đồng hồ UK anh em nhé, full đồng hồ nhập đây. Con này áp thì bên này là đồng hồ áp, bên này đồng hồ áp xả của nó thì em để hơn 160. Con này thì em để bên, còn đồng hồ này em để hơn 130 một tí này, hơn 130 một tí đây. Em kéo lên cò, em kéo cho bác xem được con này nó đổ điều áp nó đều như thế nào nhé. Nó rất chìa đều anh em ạ, đây rất chìa đều, rất chìa đẹp. Đấy, một cái bộ cây súng chuẩn mà không có cái bộ điều áp ngon thì hầu như cũng không làm gì được đây. Ok chưa, rất chìa đẹp, rất chìa đều anh em ạ. Về những dòng FX M3 này ấy, thì để gọi là chê nó hầu như không có điểm chê, không có điểm trừ, nó quá đẹp. Mà thiết kế là thiết kế mở cơ đấy. Van thì điều áp ngoài, tay kéo của nó thì nó thiết kế to hơn, làm nhất tay đòn ra rất chi nhẹ nhàng, rất chi nhẹ nhàng đấy. Mà lại chuyển sang anh em mà thuận tay phải thì để bên này, thuận tay trái anh em có thể tháo sang lắp bên này đấy. Chỉnh lò xo búa thì anh em trước kia thì nó có một cái vòng này thôi, nhưng bây giờ hiện tại nó có thêm một cái vòng ở trong nữa. Anh em tăng chỉnh cái này, trước kia thì phải mình giống muốn tăng chỉnh bên trong này phải cầm cái lục giác chọc ở đây rất chi khó khăn, nhưng bây giờ em chỉnh bên này xong rồi lại còn chỉnh bên này nữa đấy, rất chi dễ dàng. Đưa áp mở mà đấy, lò xo búa chỉnh mở mà đấy, rất chi ok. Mà trước kia thì cái núm này, núm tăng chỉnh lò xo cho ti xả này nó bé, bây giờ to vẫn rất chi dễ đấy, rất chi dễ luôn đấy, mà nó rất chi nhẹ nhàng đấy. Mà con này thì bình của nó là thêm khớp thoát nóng nữa, thông cao nóng bên ngoài em tháo nhẹ phát ra đấy. Tất cả mọi cái đều là hệ thống mở đấy. Nòng của nó thì nòng super heavy 6 khương anh em nhé. Em dùng 6 khương này anh em chơi được ép tóc lên tầm hơn 1.000 là chuyện bình thường, chứ sẽ lung bao phê cho anh em luôn, bao phê. Ống của nó là hiện tại giờ còn ống nhập của nó, ống nhôm ấy thì còn đẻo hơn so với cái ống carbon này của em bọc. Ống này ống carbon nhé, carbon nó nhẹ hơn, nó đẹp hơn, nó chắc chắn hơn đấy. Mà những dòng mà chẳng hạn như một cái cây súng ấy mà mình làm nó nặng quá thì cầm nó rất chi run tay. Em thích cái to giãn nó, ép to giãn nó từ cái nấm cao su này, làm nhẹ hơn, rỗng hơn mà mềm hơn này, mềm hơn. Trước khi nó đặt thì nó nặng hơn đấy, làm càng nhẹ hơn nào thì anh em cầm đi càng đỡ mệt, càng phê chỗ này anh em nhé. Mà tóc con này hiện tại giờ ép nó lên là tầm 1.000 này, gọi là hơn 1.000 là quá dễ đấy. Giảm của nó cũng giảm thân lên bọc phun carbon luôn, rất chi là đẹp này. Kính thì em dùng nó kính ngắm vết to to gắt. Dòng này rất chi là đẹp, nên rất chi đẳng cấp về độ rung, trong dân trong giặt, trong nhảy tâm con này hầu như rất chi là vip rồi đấy. Và con này chưa được diesel sửa tốt cơ, mà độ nét của nó anh em nhìn, anh em chơi rất chi nhiều, độ nét của nó rất chi là phê luôn đấy, không chê được một điểm nào ở dòng cái to to đất này cả đấy. Và cây M3 thế anh em nhìn này, tổng thể của nó có cái gì chê không, không có một điểm trừ nào. Đây một lúc nữa em chỉ đi test thực tế cho em xem là cái con này nó như thế nào, chất lượng ra làm sao anh em nhá. Đấy thì con này với con này là giống như nhau, khác nhau mỗi một cái là con này nó dùng kính ngắm vết con tơ 5-30 x 56, con này thì dùng tô đất 6-24 x 50 đấy. Hai dòng này đều y như nhau, băng đảng từ băng đảng của nó đây, băng đảng của nó dòng y như nhau luôn, cũng băng 28 viên đấy. Một ngày anh em nhìn nạp hai lần là bắn ba, bảo gọi là bao phê cho anh em luôn đấy. Hai lần khác nhau mỗi kính ngắm, mà em là thằng Bảo Long BCB chuyên lắp ráp gửi nguyên cây cho anh em
anh em nhé. Đấy thì bảng này thì nó rẻ hơn bảng nhập rất chi là nhiều, mà hiện tại bảng này nó còn đẹp hơn, nó còn hay hơn đấy. Mẹ các ông bên nước ngoài, kỹ sư bên nước ngoài thiết kế ra có một công ty to đùng Việt Nam mình, về Việt Nam mà còn cụ nó luôn, các bác nhé. Nước ngoài nó còn chưa bao giờ bắn tóc nó ép nó cao lên được quá 1.000, nhưng Việt Nam mà làm được đấy. Việt Nam mà nếu mà thế giới gọi là thiên tài ấy, chuyên gọi là độ chế copy các thể loại, mẹ chốm ra phát là Việt Nam copy được ngay đấy. Mà đã copy rồi nó lại ngon hơn, nó lại chất lượng hơn cơ đấy. Từ cái nòng, từ tay cầm, từ tất cả những cái đồ này copy ra nhìn nó nét, nó sắc, nó rất chi là đẹp, mà giá này nó rẻ hơn gọi là một nửa, rất chi là đẹp anh em. Mà bảo hành những con này thì bảo hành tại Việt Nam, những con kia bảo hành nước ngoài rất nhiều khổ sở khó khăn đúng không đấy. Thành ra là dùng những con FX-M3 này hầu như về độ đẹp, độ chất lượng mà bọn em đã lắp ráp lên, bọn em phí hết tất cả những dòng lỗi lầm của nó hầu như không có một cái gì cả. Anh em mua về xuống xe phát là chơi luôn anh em nhé. Đấy thì video em kết thúc tại đây thôi. Anh em nào xem video của em hay, có ít nhất đăng ký kênh ủng hộ em, sau khi em ra video khác thì anh em cũng nhận được ngay. Xin chào anh em.